fulcrui gatu mira na kelancar van dia ta mu ku pon play da mina lingkan ranggang tim gum hon nui bu sa ranggang nup na bik jalan pai sam tro nui na nui na lan nya bang chali de ka sunan alum ko ji jang gap yu ne pulem gap khap ieng gap tu mi mue sang dung sam lo dem tak niu tok mong ala cha thalat dung nao ta ba rong la la o sunan ke mi pul a singa re bu re nai nuk kna yon klin a singa khwai mwa de niu bim kluh dang de niu bim ma dang de niu bi kru dang de niu lu sanak ko ya yang a ke klai sun ngan sunan singa ka klai ma nai sunan ko brai ji jang ta thau dang mong phun se si như mặt chị ở đây siêu xuân sân nhà jin anak đi gà chị chẳng thể tục tùy đoa lem ít chị ra ar cơ clay nào mặt rock thì rap sĩ út sân như mặt chị sẽ cho đi gà trẻ jin ở đây siêu xuân sân lòng dê bên ăn đừng mừng nâng cam xa tùy đoa sân nhà đừng mừng nâng như như bia lu sẽ si khoai mua đi nhu lệ khôn ít đã cơ clay xuân ngăn chính cảm xa tùy toa sẽ si ở đây siêu xuân cơ cây chín núi sân nhớ răng mạ thì nhiều tru cơ pa plu doa chu lâm nân nhiều sun ngàn tru cơ pa ai bao tí sân lâm pa ai bao tí này lây chẳng vết mông covid vết từ Việt Nam sân nên xả chôm núi địa đi mà tu triệu nhiều bệnh vết đi tại phía mông Malaysia vết từ Việt Nam amau ta xả chô xả tí sân nên thì nhiều sun ngàn tìm pa bưng ở đằng thì nhiều đằng mang nân long cơ rồi này lu sân ác ภูมิคนุกนาคลินสุนงันและนันบิมเลือกตังกับอยู่สรันมรในเรบุจูติกุกโหยเวืองดินเหวสรันเลือกบรอและจีบรอและอารังสรังมากรึสันตนัยเบรดเมื่อลูสนักภูมิคนุกนายวนคลินขวายมวาดินอยู่บิดเลือกบีรายมากรึตังติอยู่บิมเยตังติอยู่เซสันตนัยเบรดเมื่อสรันตนัยแหละสรันHội Việt Nam, ông Vương Đình Huệ từ chức. Đây là dấu hiệu mới nhất về thực trạng xáo động chính trị thượng tầng Hà Nội. Chỉ sau mấy tuần chủ tịch nước cũng phải từ nhiệm. Truyền thông trong và ngoài nước vào ngày 26 tháng 4 loan tin và Reuters có nhận định như vừa nêu. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ra thông báo chính thức rằng những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, nhà nước và cá nhân. Tuy nhiên, cụ thể những vi phạm, khuyết điểm gì của ông Vương Đình Huệ thì không được nêu rõ. Chủ tịch Quốc hội là một trong tứ trụ của cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý tại Việt Nam. Ông Vương Đình Huệ năm nay 67 tuổi, từng được cho là một ứng viên cho chức tổng bí thư đảng mà ông Nguyễn Phú Trọng đang nắm giữ. Và sáng ngày 26 tháng 4, trước khi có thông báo chính thức về việc ra đi của ông Vương Đình Huệ như vừa nêu, ông này còn cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo vào viếng lăng ông Hồ Chí Minh. Trong đoàn này có mặt cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, người cũng phải từ giã chính trường vào tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, vị chủ tịch nước phải từ chức vào tháng 3 vừa qua, ông Võ Văn Thưởng không có mặt trong đoàn vào viếng lăng như vừa nêu. Nguyên bí thư tỉnh Quảng Ngãi, ông Lê Viết Chữ, bị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khai trừ khỏi đảng. Quyết định vừa nêu được đưa ra ngày 26 tháng 4 tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội, truyền thông nhà nước loan tin. Lý do khai trừ đối với người từng đứng đầu tổ chức Đảng Cộng sản tại tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020, ông Lê Viết Chữ được nêu rõ vì ông này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Nguyên bí thư tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị khởi tố và bị bắt hôm 27 tháng 3 năm 2024 theo cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn. Ông Lê Viết Chữ bị cáo buộc đã tạo điều kiện giúp tập đoàn Phúc Sơn trúng gói thầu thi công tuyến đường chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Những sai phạm của tập đoàn Phúc Sơn còn khiến cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh bị bắt giam. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Lê Tiến Phương cùng 4 quan chức tỉnh vào ngày 26 tháng 4 bị khởi tố và bị bắt theo cáo buộc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự Việt Nam. Bộ Công an thông báo các biện pháp vừa nêu sau khi mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại khu đô thị du lịch biển Phan Thiết ở phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Dự án này do công ty cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư. Những quan chức tỉnh khác cùng chịu áp dụng biện pháp tương tự ông Lê Tiến Phương là các ông Xà Dương Thắng, nguyên giám đốc Sở Xây dựng, nguyên bí thư Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; Đỗ Ngọc Điệp, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết; Hồ Như Hải, nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam chi nhánh Bình Thuận, thẩm định viên về giá; và Lê Anh Huy, nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Văn Phong, nguyên phó giám đốc Sở Tài chính, nguyên thường trực hội đồng thẩm định giá đất, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Thanh Cho, nguyên chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; Lê Nam Hưng, nguyên phó chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận; và Phạm Duy Cường, nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận, nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, tin cho biết các ông Nguyễn Văn Phong, Hồ Lâm, Lê Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thanh Cho, Lê Nam Hưng và Phạm Duy Cường đang phải chấp hành án tù trong vụ án xảy ra tại dự án khu thương mại du lịch và dân cư Tân Hiệp Phát 2 ở tỉnh Bình Thuận. Trong ngày 26 tháng 4, công an còn khởi tố và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Xuân Phong, nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh Bình Thuận. Buôn sang rầy giang buôn rầy đề gà rầy duyên lệch bán lưng cho đất bán mật cho trời ngạ rầy khoại mòa bưng họ hàng rầy ý bồi à ngăn rập rầy đọ rầy thuế có như vậy như tịch thu đọ này tịch thu đọ nần như mạng có như vậy ý bồi à sân nèo buôn sang giang buôn cả nạp sân nạp vì cái nục nàm rong mà ai hùng có chức có quyền rong sạc ơn nèo dình xuân ngăn ý bồi à sinh đó chỗ nặng yàng hồ tình bờ yàng hồ như một lệ lụ sinh ạ như là con ơi nhớ lấy câu này cướp đêm là giặc cướp ngày là quan do mà hùng quan chức cấp cao ấy sẽ xin được bộ chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ xun ngàn mà lẽ nắn chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xun ngàn mà lẽ nắn được bộ lẽ bìm lẽ Nguyễn Xuân Phúc lần Võ Văn Thưởng ắt sun ngàn mà 65 tỷ lệ ấy bồi à, được công ty Phúc Sơn này, sân rập bồ chi giang sun ngàn ai, ấy bồi à, sân này như thâu như ngạ khỏa, ấy sun ngàn, một màu tì gầm ô, răng răng lơ tam nhĩ, sân ấy đâm sun ngàn ô, ấy ngạ khỏa ơ ngạ không quậy có bãi ơ, ấy giang ấy hồ là vì nước quen thân vì dân phục vụ, ấy bồi à, vì ít nước lợi nhà này mõ sam ta sun ngăn nhá ý bồi ạ sân nhá thời bao cấp đi cậu bu hòa nhiều đó như bia sẽ xì phó giám đốc công ty điện ảnh tỉnh Đắk Lắk có mà lạnh nặng không sang gỡ tí buồn bắn lầm nè xin ạ gỡ lại cái này họp thì Thái Lan đây lại đang bày hát đùm 50 triệu sở chủ tòa chủ 100 triệu sân lâm tòa chủ 100 triệu này đâm chi phí gỡ răng màu gì khoản chi phí lúc này lúc năn lại gỡ lệch màu gì lẽ cái nông ý bé hiếp bằng hơn tấm ạc bằng ế cứ cho đà nào sang gặp nào sang dùi nục nuôi ế cà lần ý chi phí ý bê quả cáp cả răng gỡ ý bê lệch nần rệ bằng bằng mang ấy như lệch gỡ gỡ màu lệch nục rệ tục màu lệch nục rệ đi đâm xinh ạ đọ nắn chính xinh ạ prak nan
GED đi như đoàn ăn tầm cả 20 triệu, 80 triệu Việt Nam hai á, nhiều 40 có 40 chính là break up cả lại ít bao giờ làng là prak Việt Nam ạ bọ nhiều hạt đẹp Nam ạ bọ của tôi chúng ao tâm prak nhiều mươn muôn tay break về xây ác sanh nên lo ác sun ngắn ít bao giờ rong sanh sư ưng cái đấy sau này vì này lại chẳng cầm rong hên gìn ít lăng đi như lệ sẽ suy rệt bộ hay bộ Nguyễn Tân Dũng này anh nạc những đô thì chả mì đi bây giờ nạp lấy sang chả mì đi vì như lệ dính đối thủ như dính mì prang nghe anh nạc những đô thì chả mì đi được quốc tịch mì chả mì ý mình là sân ghi đề giá clay mổ như bè như chẳng hạ cách an toàn như nó đô thì chả mì bây giờ dì chàng clay đột tên anh sinh hạ anh hạ tôi lỡ không may sẽ xì rùi này Việt Nam sinh ạ nằm trong một danh sách Hoa Kỳ chế tài lệ luật CPC có dùa bìm dê phụng đạo ngạ chặt cái chỗ nặng ấy đi ý bởi ạ sẽ xì bìm dê bùm nhạc CPC sơ nâng rằng lọ đươm đâng như tệ nập này clay như trí cha nặng đi gà chỉ chăng chính sẽ xì trẻ bù sinh ạ bê rạt như lại bạ chô phụng bồn nhạc khít gỡ buồn gọi mông à gỡ ý bởi ạ sân arang bà đùm nhu maniski toàn cầu lè đùm đi nhu maniski toàn cầu chí giang phung blay lần tị la chà mì hùng sẽ si uli đi nhu hùng khoai mòa đi nhu arang sẵn trục xuất tài sản đi nhu arang tịch thu thì gặp lặng sẽ sân nân mì nhu mông mông mò huyêu tí nội chân đục tí nội chân áo rễ bố sẽ si cơ ngạ 700 tỷ nhu tịch thu là rồi này sẽ sân sân nhớ rồi này rễ bố có nụ nạc linh bị mạ tăng nhiều, bị dê tăng nhiều, thanh trừng lẫn nhau, cái bây giờ khóa đi trong mong mang sẽ sinh ra ngạ thì nhiều sụn ngăn sẽ sinh ra gặp mình cũng là gì thì nhiều sinh ra ở sân tân này mong gì đây, cái lòng dương đây có bị điều chẳng lù gặp đi mực sang đường sập đội đêm đặc nhiều thằng bằng la cha thay lại đây lọ sự đường lại chẳng lù Linh khang ram gang tìm gom hòn núi muôn sao, ram gang núp nam tìm nhà ngon